Lễ viếng nữ du học sinh Việt Nam thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc vừa diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheong thuộc Đại học Sochung-yang, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 31 tháng 10 và cho biết thi thể của nữ công dân Việt Nam sẽ được đưa về an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình. Nữ công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa Itaewon được xác định là một du học sinh 21 tuổi, quê ở Bình Định. Nữ sinh này có liên lạc với người thân trước khi đi tham gia lễ hội Halloween, nhưng gia đình đã mất liên lạc với cô sau đó. Sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để xác minh thông tin, nhân thân và công dân thiệt mạng. Hiện người thân của nạn nhân ở Hàn Quốc đang làm việc với chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục đưa thi thể của nữ sinh này về quê nhà. Thảm kịch dẫm đạp xảy ra đêm 29 tháng 10 khi khoảng 100.000 người đổ xô đến các con phố ở khu Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Tính đến đêm ngày 30 tháng 10, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 154 người và 133 người bị thương. Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thời gian quốc tang bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 11.